Hello anh em, cái shop bãi chuẩn bị sẵn hàng rồi anh em ơi. Đồ rất là nhiều ha, nhưng mà một số dây đeo an toàn, một số dây đeo an toàn của Tajima đứng gần cái quạt hơi ồn, nó chắc sắt rồi. Đây chuẩn bị xả đồ nghề, thấy có hai bao nhỏ dây an toàn phải gì mà phía bên đây đầu điện nè, có mấy cái ba lan chắc bằng điện 2,5 tấn. Ngày tháng 8 rồi luôn. Bên đây là đầu pin với sạc. Bên đây để ở đây là bánh xe. Xe một nhà. Lục giác một nhà luôn. Đây đầu nghề. Coi kìa mà. Thì khổng lồ luôn. Ở đây là hết răng. Vỏ pin Makita 14. Mấy cái đèn led này giờ chả ai mua hết đâu.